nước giải rượu chua à, cho ngày vui không quên à. Đông trùng hạ thảo bán tự nhiên, sản phẩm có chất lượng cao vượt trội. Ôi trời, ôi cô Thanh, ôi giải ơi, ôi ôi ơi, chụp cái gì đấy? Giải ơi, ôi cháu đang bắt con chim nó đậu ở kia, tự nhiên cô lại thò mặt vào, cô cứ phá cháu ấy. Cô có phá đâu, bởi vì cô thấy cháu mải mê, không biết là cháu chụp cái gì, cô ngó vào cô xem cái gì đâu. Rồi, cô không biết à? Cháu đang săn bắt nghệ thuật để chụp những bức ảnh đẹp nhất. Sắp tới cháu sẽ tham gia cuộc thi nét đẹp nông thôn. Ôi đấy, bây giờ nha, lại thành thợ chụp ảnh rồi đấy. Đấy, giỏi không? Ảnh. Sao lại thợ chụp ảnh? Phải gọi là photographer. Thế mới đúng bài cô. Photographer cô ạ, là nhiếp ảnh gia đấy cô. Đấy. À, là nhiếp ảnh gia. Vâng. Ôi dồi ôi, giỏi thế. Giỏi. Thế à? Thế gì? Này này, xem nào, chụp cho cô với Mai nào. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, để cháu hẹn hôm khác thì hôm nay cháu đang tác nghiệp, cháu bận lắm. Không. Cháu hứa với cô với cả em Mai luôn là khi nào mà cháu giành được cái giải nhất ấy thì cháu sẽ mời hai người ăn lẩu nhá. Ăn lẩu á? Vâng. Ăn lẩu thật á? Rồi, cái việc ăn lẩu thì chắc chắn là được giải thì phải khao cô Tình với cả Mai rồi. Nhưng mà bây giờ nhá, cái nét đẹp quê hương nhá, nét đẹp nông thôn đẹp như này, chụp đúng rồi, tranh thủ chụp cho em rồi nào, tí thôi, đây tỏ dáng luôn bơ gì đây, chụp đi. Được rồi, cháu chụp đúng một kiểu rồi nhá. Xong rồi cháu là phải tác nghiệp của cháu đấy. Nào, bây giờ hai người đứng vào tường nào, tỏ dáng luôn anh nhá, đứng tỏ dáng nào quay mặt ra đây đã, nào rồi, nào giơ tay, nào giơ tay lên, rồi chụp này rồi bây giờ quay mặt lại nào, quay mặt vào đây à, quay mặt vào tường nào, giơ tay lên nhá, giơ tay nào, chụp này, 3, 2, 1. Anh ơi, được chưa? Đúng rồi. Cô Tình ơi, cô Tình. Cô biết tin gì chưa? Tin gì? Tin liên quan đến anh Đủ ấy ạ. Liên quan đến anh Đủ á? Vâng. À, Gớm. Cô biết từ lâu rồi. Gớm. Nó được cái giải thưởng gì nhỉ? Anh ấy được cái giải nét đẹp nông thôn. Được thưởng tận 10 triệu cô ạ. Biết rồi. Được thưởng 10 triệu 10 ngày nay rồi. Này. Ông nhãi. Được 10 triệu mà 10 ngày nay rồi. Không thấy ý ới gì nhở? Thì đấy, 10 ngày rồi mà đến bây giờ cháu mới biết. Cháu biết vì sao mà cứ im như thế rồi. Vì sợ nói ra với cháu ấy, chắc là cháu lại khơi ra cái vụ mà hứa nếu như mà đi thi được giải ấy là sẽ phải mời cô cháu mình ăn lẩu nữa. Cô nhớ chưa? Cả thôn cả xóm biết hết rồi. Thế mà cô cháu mình chẳng thấy ý ới mời ăn lẩu nhờ? Thì ra là như thế. Thế thôi cô ạ, đợi anh Đủ mà mời ăn lẩu ấy, có mà còn lâu. Cháu nghĩ là chắc là cô cháu mình tự nấu lẩu ăn cô nhá. Ôi trời ơi, tưởng ăn cái gì chứ ăn lẩu á, đơn giản luôn nhá. Cô cháu mình tự tổ chức mừng Đủ được 10 triệu. Hai cô cháu đang bàn chuyện gì mà xôm đấy à? Cháu tham gia với. Đúng à? Tham gia với à? Kiểu Mai chia sẻ đi. Thế là anh, em với lại cô Tình nghĩ là chắc ăn lẩu cho nó hợp với thời tiết. Xem như là anh Đủ được nhận giải thưởng 10 triệu không thấy mời gì, thôi gọi sao luôn. Tức là Đủ được giải thưởng 10 triệu nhưng mà không khao mọi người. Tức là cô Tình với Mai tự tổ chức ăn lẩu. Tự khao. Cháu tham gia với ạ. Tham gia gì? Úi giời ơi, này, cứ uống nước đi đã. Chuyện tham gia gì? Cùng vui luôn nhá. Tham gia như nào? 1 cân thịt bò nhá. Nhất trí cô luôn. Bây giờ cô bảo, dạ, rau cỏ nhà cô Tình ý thì nhiều vô kể. Dạ. Cải cứu này, rau muống này, bắp cải này, cải xanh này. Úi giời ơi, thoải mái làm lẩu, được chưa? Thế bao giờ tiến hành? Cháu nghĩ là chiều nay luôn cô ạ. Anh Dũng, chiều nay anh có rảnh không? Chiều nay à? Vâng. Chắc là được thôi. Ừ. Chốt luôn nhá. Chốt đi cô ạ. Chiều nay. Dạ. Mai. Dạ. Gọi Mùi về ăn liên hoan luôn. Anh Mùi đi lên tỉnh có việc rồi cô ạ. Thôi kệ anh ấy đi. Cháu sang ăn liên hoan với cô được rồi. Nhất trí nhá. Dạ. Tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe. Bổ thận dược quý đường giúp hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới. Anh Dung, anh Dung, anh đi đâu mà nhá? Tôi sang cửa hàng anh, tôi tìm không thấy anh đâu cả. Tôi gọi điện cho anh cũng không nghe máy luôn. À, tôi vừa mới qua trang trại để hái một ít rau mang sang cho cô Tình.
Chắc là quên điện thoại ở nhà rồi. Thế anh tìm tôi có việc gì không? À, tôi tính là sang cửa hàng nhà anh mua cái cây hoa hồng để tặng mẹ. Thế nhưng mà chả thấy anh đâu cả. Thế bây giờ mình đi luôn nhỉ? Bây giờ mình qua cửa hàng tôi mua luôn. Chắc là phải để chiều tối rồi. Chiều tối á? Thế bây giờ anh bận gì à? Thực ra là bây giờ tôi có hẹn đi ăn lẩu với cả cô Tình với cả Mai rồi. Ô thế à? Ôi, tôi cũng quên mất là hôm nay tôi cũng có hẹn là đi ăn với cả cô Tình với cả Mai. Thế tiện thể thì tôi với anh đi luôn nhỉ? Ok, đi thôi. Đi, anh đưa tôi cầm cho. Anh để tôi. Chào cô Tình ạ. Ồ, Mai đến rồi à? Em đến từ lâu rồi, từ lúc anh đi mua thịt bò ấy. Em theo cô sang đây luôn đấy. À, nhắc đến thịt bò mình nhớ cô ơi, cháu ra chợ thịt bò hết mất rồi. Nên là cháu làm con gà. Thế thôi bây giờ thì cháu xung phong đi vào chặt gà cô nhá. Rồi, cháu vào đi. Đủ ơi. Đủ ơi. Cháu ngồi đi. Anh ngồi đi, không phải cười. Cô Tình với cả em Mai vẫn giận cháu đúng không ạ? Không. Cô Tình làm sao mà giận cháu được? Cô biết là cháu được giải thưởng 10 triệu rồi. Cái giải gì ấy nhở ba nhở? Nét đẹp nông thôn. Đấy, nét đẹp nông thôn. Cô mừng cho cháu, sao lại giận? Cô, thực ra là từ lúc mà cháu được cái giải nét đẹp nông thôn ấy, thế xong rồi là gì? Là cháu lại có thêm cái nghề là chụp ảnh. Thế cho nên là từ lúc đấy là cháu lại cứ đi chụp ảnh cưới với cả chụp kỷ yếu. Cho nên là cháu bận quá nên là cháu lại lỡ mất cái buổi mời cô với cả em Mai ăn lẩu. Rồi, trời ơi, khéo không ai bằng cơ. Này, thế là cô Tình mừng cho cháu đấy. Được giải thưởng 10 triệu nhá, đấy là có đồng vốn rồi. Lại học thêm được cái nghề chụp ảnh đúng không? Vâng. Có thể là tăng thêm thu nhập ổn định cho cuộc sống. Tốt quá. Đây, cô thử xem. Cô xem nào. Đây, cháu chụp ảnh đi. Đấy, bây giờ nhiều người theo dõi cháu lắm cô ạ. Đây, Mai. Ôi trời ơi, giỏi. Công nhận đẹp. Là giỏi. Anh đủ giỏi thật. Cô cho cháu xin lại. Đây. Thế thì nhân trưa nay cô Tình làm lẩu, mời em Mai với cả anh Dũng kỹ sư mừng cho cháu được giải thưởng vẻ đẹp nông thôn. Thế thì tốt quá. Thế nhưng mà cũng phải có đi thì cũng phải có lại. Thế cháu hứa với cô, sắp tới là thời gian mà cháu sẽ rảnh ấy, thì cháu sẽ mời tất cả mọi người là sẽ ăn một bữa nướng thật là tươm. Lẩu nướng thì cô Tình với em Mai với cả kỹ sư Dũng thân với cả bác Dần là không chê. Rồi. Ôi cô. Thế hôm nay bác Dần với cả thân đâu rồi cô? Bác Dần với cả thân nhà cô ấy là đi lên huyện để ăn cưới, ngày mai mới về cơ. Thế thì thôi, kệ hai người ấy. Thế bây giờ mình cứ triển khai thế cô nhỉ? Được rồi. Gà cháu vừa chặt xong rồi đấy ạ. Rau cũng sắp xong rồi cháu ạ. Thì cháu vừa nhìn thoáng qua cháu biết cái rau ngải cứu là cô non mơn mởn như cô nhỉ. Ôi dồi ôi, này cô Tình nhá, ôi dồi ngoài vườn á, các loại rau nhá không phải cứ cái rau ngải cứu này đâu. Xanh nhá, mơn mởn luôn nhá, mà nó non như này á, rồi nhúng vào lẩu á, không đắng mà rất ngọt. Rau ngải cứu này mà ăn với cả lẩu gà là tuyệt vời rồi. Ôi dồi ôi. Cháu nghĩ là có khi á, sau cái buổi hôm nay á, cháu phải xin một ít rau này về để trồng cô ạ. Ôi dồi lại, có khi. Cô cho cả cháu xin về cháu trồng chứ. Kìa. Việc gì mà lại phải sau buổi ngày hôm nay, phải trồng luôn đấy chứ. Nhưng mà trồng như này thì có khó không anh Dũng nhỉ? Không khó đâu, rất là đơn giản và nhanh thôi. Không biết là kỹ thuật trồng thì sẽ như nào thì anh nói luôn cho em biết với. Với loại rau ngải cứu nhá thì em có thể trồng bằng cách gieo hạt này, trồng bằng cây con hoặc là cắm cành xuống đất là được. Cách nhanh nhất ý, là trồng bằng cành, chọn những cái thân cây từ 20 cho đến 30 phân, sau đó cắm xuống đất thì khoảng tầm 1 tháng sau là có thể thu hoạch được rồi. Đấy, dễ không? Ôi dồi, dễ quá. Này rồi lúc đấy nhá, cô Tình có khi lại sang xin lại ấy. Thôi, xong gà chưa cháu? Xong rồi ạ. Thôi Mai, đi vào đi, chuẩn bị đi nhanh lên rồi đây là cô cháu để ăn.